Kathleen Phan Võ, bé hồng gai của điện ảnh Việt. Kathleen Phan Võ sinh năm 1997 tại Canada, là con gái của võ sư Nam Anh, trưởng môn phái Vịnh Xuân và hoa hậu điện ảnh năm 92 Thanh Xuân. Tuy có cả bố và mẹ đều là người Việt, nhưng Kathleen lại sở hữu nét đẹp lai Tây rất lạ, với đôi mắt to tròn, sống mũi cao và body nóng bỏng. Là con gái của võ sư nên Kathleen Phan Võ sớm được cha truyền lại võ công khi mới 9 tuổi. Sau đó, cô tiếp tục theo học võ tại chi nhánh Vịnh Xuân Việt Nam và đã đạt đến đai đệ tam đẳng. Đây chính là những lợi thế giúp cô đến gần hơn với con đường nghệ thuật sau này. Sau khi quyết định tạm dừng việc học tại Canada, Kathleen Phan Võ trở về Việt Nam và theo đuổi con đường nghệ thuật. Cô xuất hiện đầu tiên trong MV Trường View Không Sao Đâu của Trịnh Thăng Bình khi vào vai một nữ cảnh sát chìm xinh đẹp với nhiệm vụ truy bắt tội phạm Trịnh Thăng Bình, nhưng cả hai đã vô tình nảy sinh tình cảm với nhau. Trong MV Ta Là Ai Của Đời Nhau của Lam Trường, Kathleen tiếp tục góp mặt trong hình ảnh của một cô gái nhẹ nhàng. Bằng lối diễn xuất tự nhiên, Kathleen Phan Võ tiếp tục đảm nhiệm một vai diễn nhỏ trong phim Ông Ngoại Tuổi 30 và sau đó là bộ phim sitcom Ngôi Sao Khoai Tây. Tuy chỉ thuộc tuyến nhân vật phụ, nhưng với ngoại hình xinh đẹp và khả năng diễn xuất tốt, cô được các đại diện chú ý nhiều hơn qua từng vai diễn. Đặc biệt, trong năm 2019, một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của cô, nữ diễn viên được Lý Hải chọn mặt gửi vàng trong Lật Mặt Buồn, Nhà Có Khách, bộ phim lọt top 3 phim Việt có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại. Đây là vai chính đầu tiên trong sự nghiệp của Kathleen Phan Võ. Năm 2020, Kathleen lại tiếp tục được trao cơ hội góp mặt trong một bộ phim của màn ảnh rộng là Võ Sinh Đại Chiến. Võ Sinh Đại Chiến ra rạp từ năm 2021 là một bộ phim hành đường mang hơi hướng võ thuật, nên với những nền tảng có sẵn, Kathleen Phan Võ đã đảm nhiệm xuất sắc vai nữ chính được giao. Bên cạnh sở trường là võ thuật, cô còn là thành viên của nhóm nhảy East to West, một nhóm cover dance K-pop trong suốt 3 năm. Sàn đấu vũ đạo là sân chơi để Kathleen thể hiện tài năng của mình. Cô sẽ kết hợp cùng với biên đạo Lâm Minh Hải, một biên đạo dày dặn kinh nghiệm chinh chiến tại các cuộc thi. Lâm Minh Hải được biết đến là người tình trong các MV đình đám của ca sĩ Mỹ Tâm như Sai, Vì Em Quá Yêu Anh năm 2012. Lâm Minh Hải nổi tiếng hơn khi trở thành quán quân của cuộc thi So You Think You Can Dance. Sau khi đăng quang, anh dành nhiều thời gian và công sức để thực hiện dự án Múa Đương Đại và video đầu tiên mang tên Cha Mẹ Không Cho đã tạo được ấn tượng trong lòng công chúng. Team Kathleen Phan Võ và Lâm Minh Hải không phải dạng vừa đâu, được dự đoán sẽ là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân của chương trình sàn đấu vũ đạo mùa đầu tiên.